Ngày mới tương bị lộc chào khán giả, chào quý chính trị nha. Bữa nay mình đi quay chùa Bà Sát hay nha, đi hai chị Vinh thôi nha. Chùa làm lễ thánh thành Phật nằm cái nhà ha. Bữa nay mình quay thông báo cho cả nhà mình xem. Ngày mùng 4, mùng 5, mùng 6 tới cả nhà ha. Anh em nào, cô chú nào có ấy thì đi quyến chùa hay cả nhà. Nhớ cho một like, một chia sẻ, một đăng ký để có động lực làm nhiều video cho cả nhà xem ha. Nhớ đi theo